đâu về kia. Cái đa này vặt vặt lá ra nhìn lại thích quá. Đấy, đa cốt thế này kìa. Chắc ít có. Ta thường nhìn thấy vách luôn. Đây là cốt đặc. À, cốt đặc đấy. Cắt giật mấy nhịp phát nhìn phê đây. Ngày xưa thích cây này lắm. To tiền quá, không nhai được. Ta cắt giật được nhìn sướng lắm. Cục kịch. Mình ngày xưa mình thích con đà này nhanh ấy, con đà này làm nhanh. Thích cái dáng như thế, ngày xưa mê cái dáng này. Mê dã man luôn. Đấy, khẩu độ đa gần như là cây đa hiếm ấy. Đa thì thường đa vách, rồi đa cốt đặc. Cái này vặt ra cái lại sướng thế. Ui giời. Đấy. Ra vườn anh Tân chơi. Đằng sau không chui ra được nữa, xem cây này đằng sau đã cũng đẹp. Em làm tí cho nó vui anh nhé. Em quay anh lên anh ngước. Thì nghệ nhân có tiếng đấy. Ông kia phi lao đẹp quá. Trường cho nó sôi động tí. Mấy tập chơi mà quay lên thì nó lại tưởng nghệ đỏ. Đấy. Thế nó mới hay. Đấy. Hay. Đúng rồi. Thử nghệ đỏ chứ rất nghiệp. Đấy. Thợ thì nói làm gì đúng không ạ? Mình làm tỉ mỉ này, một cây của mình làm. Thế mới sướng nhỉ. Rất cẩn thận tỉ mỉ. Anh à. Anh Tân ạ. Bảo mình mới nghệ đỏ này mà nó quay này rách việc quá. Rồi, thế thì lại càng được lên trang nhất thì càng đẳng cấp. Nghệ đỏ đấy. Nghệ đỏ. Đấy. Đấy. Phi lao này nó ưa nước, thích thật. Ngồi rồi. Tấm thủy này mát thế. Bắt đầu vào nóng, mùa hè nóng rồi. Cây nào có một lưng hở ra che thôi. Đẹp cái phi lao nghệ thuật đó. Cây phi lao của anh Bình. Cây suối. Cây suối này kiếp. Rừng trên thân này. Rừng trên thân. Kiểu như hang đá này, chùa trong hang đá này. Đợt này nhiều người rồi. Đợt này nhiều cây dưới đẹp đấy. Nhiều dưới. Cây đa đầu làng. Cây xanh mô phỏng cây đa đầu làng. Cổng làng này. Cổng này là kiểu cổng này là cổng thành. Cổng của vua chúa rồi.
Cây xanh này của anh tía vặt lá được rồi nhỉ? Cây này của anh vặt lá được rồi nhỉ? Đẹp. Và cây này của anh vặt lá được rồi nhỉ? Lọc lá. Vâng, vặt được rồi nhỉ? Anh mới lọc mà. À đi. Ừ. Mới lọc nó mới ra đấy, nên là lá nó vẫn còn xanh, nó vâng. Chưa nó chưa sẫm đen. À. Cây này vặt ra lại phê lắm. Trực này ai cũng mê. Đấy. Anh Bình ấy, em thấy anh ấy rất cực kỳ yêu cây. Mãnh liệt. Người rất yêu cây. Rất thích. Cái này ngày xưa mình định múc nhưng mà vết kia hơi khó làm. Nó làm cây dáng rất đẹp. Dáng rất đẹp. Đấy, cái rừng của anh Bình bây giờ nó lên lá nhìn thích thế. Cái rừng cẩm thị của anh Bình đẹp. Chín thân. Cái này là cây anh Bình gửi vườn anh Tân này. Bể để anh, để nó xây anh. Thế bắt đầu là, úi giời, thế nó cầu lên, nó tức nó tụt ra, chứ cần gì mà phải ghẹ từng ít một. Thì phải cắt từng ấy một, cho phạt xong đời. Gỡ đá cái kia anh, đúng không? Úi, nó vừa có đá này, vừa mấy lượt chậu bây giờ này. Vậy, nó là thành ra ba lượt chậu. Tí nữa để ra xem, xem các anh vật cái cây đấy. Xem vật xem có cây nào mới. Đấy, đồ này nhìn làm sạch sẽ lại tí. Chiếc mấy chiếc cỏ khiếp khiếp lắm. Mình xem có cái cốt nào mới để mình bắt cái này nào ra đây rồi. Khó, người này dịch bệnh khó. Này. Rừng xanh. Nói chung là khó lắm, bây giờ quay đẹp, anh em săn hết rồi. Cái cây nho nhỏ nhưng mà không chế cũng nuôi được. Làm móng đẹp. Cây thì làm móng. Đấy, làm móng bằng đá. Đồng này nhiều quả đây. Đây. Cái ổi này của anh Bình nó mát, nó nảy khiếp thật. Đắp chăn. Có cái tay rời hay tay rời tán bay hay ra đây lúc nào đông vui thích. Vườn mà nó phải có nhiều anh em nó mới sướng, nó có không khí. 12 năm mà chúng gieo thì hạt lên. À, cái kia giờ cũng làm đẹp lắm. Đấy, đấy cái... đẹp quá, cái phi lao đẹp. Đấy. 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 Này, sang anh bỏ mấy cây kia, anh dăm làm như thứ. Dù. Dù cũng đã tương thân ra. Đây, anh bảo chú đây, bây giờ nhé, cháu tan quyền nhé. Tan quyền. Trong này chắc là đẹp quá, chắc phần này là đẹp.
Đó, đây cái cây si ôm đá ông hôm nay bật lá này. Nhìn bóng rồi. Đi mấy đường ok, để ra xem các anh bật cái cây kia. Xem như nào.